Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin 15 giờ của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 7 năm 2023 đang ở mức kỷ lục đạt 2.828 đô la Mỹ một tấn, tăng 530 đô la Mỹ một tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng do tồn kho thấp. Dữ liệu cho thấy, lượng cà phê Robusta tồn kho trên sàn ICE Futures Europe tính đến ngày 22 tháng 8 đã giảm thêm 40 tấn so với ngày đầu tuần, xuống ở mức 36.110 tấn, vẫn không thấy có sự bổ sung nào được ghi nhận. Lượng cà phê Arabica tồn kho trên sàn ICE Futures US tính đến hết ngày 20 tháng 8 chỉ ở mức 513.665 bao, mức thấp nhất được thống kê lại trong 9 tháng gần đây. Việt Nam là một trong những nước đứng đầu về xuất khẩu cà phê với giá trị xuất khẩu 2,7 tỷ đô la Mỹ từ đầu năm cho đến nay. Năm thị trường xuất khẩu cà phê lớn của Việt Nam gồm có Đức, Italia, Mỹ, Nhật Bản và Nga. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đã khuyến nghị người chơi không mua vé xổ số qua Internet vì đây là hoạt động chưa được phép theo quy định của pháp luật kinh doanh xổ số, không bảo đảm quyền lợi của khách hàng. Đồng thời, tuyệt đối không mua vé xổ số nước ngoài phát hành tại các trang web, ứng dụng vì có thể bị lợi dụng lừa đảo. Đối với vé xổ số điện toán, hình ảnh vé trả qua email hoặc hiển thị trong ứng dụng một số thông tin của vé số nhưng không đầy đủ, chỉ chụp hình vé có phần thông tin dãy số do khách hàng chọn, không có mã bảo mật. Việc sử dụng hình ảnh vé số nêu trên là không đúng quy định của pháp luật, không bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người mua. Đối với khách hàng mua vé số, lưu ý chỉ mua vé số từ công ty hoặc từ các đại lý được phép kinh doanh và phải được lưu giữ vé số để được nhận thưởng khi trúng thưởng. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ bổ sung thêm 21 tuyến trong danh sách các tuyến buýt nội thành và liền kề, trong đó có 18 tuyến buýt tăng cường kết nối tuyến đường sắt đô thị số 1. Theo đó, 18 tuyến buýt này sẽ kết nối các khu vực như bến xe buýt Sài Gòn, Đại học Quốc gia, Đại học Nông Lâm, Vincom Thủ Đức, Vinhomes Grand Park, bến xe Miền Đông mới, thuận tiện cho người dân đến các ga của tuyến metro số 1. 3 tuyến buýt còn lại sẽ tổ chức chạy kết nối với tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Sau khi có danh mục công bố bổ sung, các đơn vị liên quan sẽ đề xuất vốn tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác phù hợp rồi tiến đến hoạt động chính thức. Bên cạnh đó, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tăng chuyến trên 4 tuyến buýt có trợ giá gồm tuyến số 77, 90, 127 và 128 trên địa bàn huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Thời gian bắt đầu từ ngày 28 tháng 8. Thưa quý vị, chuyển đổi số được đánh giá là xu hướng tất yếu trong lĩnh vực bất động sản và xu thế này không nằm ngoài định hướng của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VAS. Theo đó, VATEX được nghiên cứu ra đời, ứng dụng công nghệ góp phần thúc đẩy thị trường. Đó cũng là nội dung chính trong hội nghị diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội với chủ đề chuyển đổi số nâng cao vai trò của VAS trong việc phát triển thị trường bất động sản Việt Nam minh bạch, ổn định và bền vững. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam và hiện nay, số lượng môi giới đang hoạt động trên thị trường không còn nhiều như giai đoạn trước, chỉ bằng khoảng 30-40%, nhưng không vì đó mà vai trò môi giới bất động sản không còn quan trọng trong thị trường bất động sản. Việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào các hoạt động luôn được VAS chú trọng phát triển và đánh giá là một giải pháp quan trọng. VAS cũng đồng hành phát triển hạ tầng số trong công tác quản trị hệ thống hội viên và hỗ trợ truyền thông, cung cấp dữ liệu thông tin thông qua nền tảng apps của VASTech. Thưa quý vị, vào tối qua tại nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc chi nhánh khu vực Masan phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam Hàn Quốc với chủ đề Hương sắc Việt Hàn. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 31 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc, ngày 22 tháng 12 năm 1992, ngày 22 tháng 12 năm 2023 nhằm góp phần tăng cường hơn nữa các hoạt động trao đổi, quảng bá giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa hai nước, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là công nhân, người lao động ở thành phố Đà Nẵng. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc cùng hơn 800 công nhân, người lao động, đoàn viên công đoàn sinh sống và làm việc trên địa bàn. Điểm nhấn của đêm giao lưu hương sắc Việt Hàn là nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn, mang đậm văn hóa đặc trưng của Hàn Quốc cũng như Việt Nam được nghệ sĩ hai nước dàn dựng công phu giới thiệu đến người xem. Tin quốc tế. Thưa quý vị, cơ quan quản lý kênh đào Panama vừa thông báo sẽ duy trì những hạn chế về lượng tàu qua lại hàng ngày và độ sâu tối đa của nước cho tàu thuyền ra vào trong ít nhất 10 tháng nữa do hạn hán kéo dài.
Trong khi đó, hiện đang là mùa cao điểm tại kênh đào này khi lễ Giáng sinh đang đến gần và hàng hóa đang cần được vận chuyển nhanh chóng. Kênh đào Panama là một tuyến đường thủy nhân tạo dài 82 km ở Panama, nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương và phân chia khu vực Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Kênh đào cắt ngang eo đất Panama giúp giảm đáng kể thời gian tàu thuyền đi lại giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, cũng như tránh được những tuyến đường khác dài hơn và nguy hiểm hơn. Chính quyền hạt Maui của bang Hawaii của Mỹ đã khởi kiện công ty Hawaiian Electric với cáo buộc sơ suất dẫn đến vụ cháy rừng lịch sử trong tháng này. Công ty trên bị cho là đã không ngắt hệ thống, dù có cảnh báo gió mạnh do bão có thể làm ngã trụ điện và gây cháy. Theo nguyên đơn, các đường dây điện bị đứt đã gây ra đám cháy tại thị trấn Lahaina, khiến ít nhất 115 người thiệt mạng và hàng trăm người phải sơ tán. Đến nay, nguyên nhân chính thức của thảm họa chưa được xác định, nhưng Hawaiian Electric đã bị nhiều nạn nhân của vụ cháy rừng và cả cổ đông của công ty khởi kiện vì sai lầm khiến giá cổ phiếu giảm sút. Thưa quý vị, một sự việc hy hữu đã xảy ra trên chuyến bay từ thị trấn Taichi Lake đến thành phố Rangoon hôm 24 tháng 8. Một phụ nữ mang thai đã sinh con dưới sự hỗ trợ của các hành khách trên chuyến bay. Theo lời các nhân chứng, sự việc xảy ra 20 phút sau khi máy bay cất cánh và mặc dù không có sự trợ giúp y tế hay bác sĩ, các hành khách trên máy bay đã giúp người mẹ đỡ đẻ thành công. Người mẹ và em bé sơ sinh sau đó đã được đưa trở lại Taichi Lake để chăm sóc y tế trong tình trạng sức khỏe ổn định. Hơn 1.700 lính Australia và Philippines đã lần đầu tiên tham gia diễn tập chung tại một căn cứ hải quân cách bãi cạn Scarborough khoảng 240 km về phía đông nhằm tăng cường hợp tác khi tình hình khu vực nhiều biến động. Bãi cạn Scarborough lâu nay vốn là tâm điểm tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc trên biển đông. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết trong bối cảnh khu vực chứng kiến nhiều biến động, cuộc diễn tập với Australia và hợp tác chiến lược chặt chẽ giữa các nước trong khu vực là điều vô cùng quan trọng. Cuộc diễn tập diễn ra sau khi các tàu hải cảnh Trung Quốc hôm 5 tháng 8 bị cáo buộc phun vòi rồng và chặn tàu tiếp tế của Philippines tiếp cận chiến hạm BRP Sierra Madre tại bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Manila đã triệu đại sứ Trung Quốc để trao công hàm phản đối sự việc. Mỹ, Liên minh châu Âu EU, Nhật Bản, Australia cũng ra tuyên bố ủng hộ Philippines và chỉ trích hành động của Trung Quốc, cho rằng chúng đe dọa trực tiếp đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo Washington Post, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder cho biết Mỹ tin rằng thủ lĩnh Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, có thể đã tử vong trong vụ tai nạn máy bay hôm 23 tháng 8 vừa qua. Cũng theo ông Ryder, Mỹ hiện chưa có thông tin rằng liệu chiếc máy bay chở ông Prigozhin có bị tấn công bằng một quả tên lửa đất đối không hay không. Cùng ngày, một số quan chức Mỹ cũng cho biết không có dấu hiệu chiếc máy bay bị tên lửa bắn hạ. Giới tình báo Mỹ hiện đang trong giai đoạn đầu đánh giá nguyên nhân của vụ tai nạn, do đó hiện đang còn quá sớm để có thể đưa ra bất kỳ kết luận nào. Trong khi đó, Ủy ban điều tra của Nga ngày 24 tháng 8 thông báo đã khởi đầu một vụ án hình sự nhằm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ông Prigozhin là một trong 10 người có mặt trên chuyến bay gặp tai nạn 30 phút sau khi cất cánh.